thông điệp năm mới chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nào. Em xả một like duy nhất ngày hôm nay thôi. Chào chị Dung Trinh ơi, chia sẻ bài đi chị ơi, em xả mỗi 15 phút thôi, các chị phải nhanh tay lên ạ. 25k một áo khoác kaki nha, áo khoác lạnh này. Giúp em chia sẻ bài nào, càng nhiều hội nhóm càng tốt nào. Nếu mà chia sẻ 30 nhóm sẽ miễn phí ship tận nhà nha. Hôm nay chị nào chia sẻ trên 30 nhóm em miễn phí ship tận nhà luôn này. Hôm nay em like muộn, các chị vào đây chấm bài và chia sẻ bài của em nào. 25k một sản phẩm nha. Hân Gia Phạm chia sẻ rồi, ok nha. 30 nhóm miễn phí ship các chị ơi. Chia sẻ bao nhiêu nhóm comment vào đây ạ. Để em còn biết lối là chị nào chia sẻ nhiều em miễn phí ship luôn nhá. Áo khoác bò lót lông xanh, lót lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Chào chị Hương Trịnh nào. Xả hàng toàn bộ tất cả các sản phẩm là 25k nha. Chị nào chia sẻ rồi comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Ai chia sẻ rồi comment là đã chia sẻ cộng số điện thoại cộng lấy sản phẩm gì nào. 25k một áo nha, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Áo này là loại lót lông rất là ấm luôn ạ. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn nào. 25k nha. Kỳ Duyên thêm 2 nhóm đi chị ơi. Chị Su bé em thấy rồi chị ơi, chị chia sẻ bài giúp em nào. 25k một áo khoác bò lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt nha. Thông điệp năm mới ok này. Ốc em chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nào. Chị Đặng Ly ơi chia sẻ bài cho em đi ạ. Bây giờ có bao nhiêu nhóm các chị quay ra chia sẻ hết để ủng hộ em nha. Em sẽ chốt đơn luôn và chiều nay gửi hàng nào. Áo khoác bò lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Hôm nay xả toàn hàng ấm luôn đây này. Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi chị ơi? Mọi người ghi rõ là chia sẻ bao nhiêu nhóm vào đây cho em nha. 30 nhóm được miễn phí ship ạ. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân này. 25k một áo bò lông nha. Áo khoác kaki 4 màu nha. Chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt nào. Kaki màu đen, màu hồng, màu nâu, màu đỏ nào. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Ok, chị Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nha. Hồng My thêm 2 nhóm nữa chị ơi. Chào chị Lương Ngô nào, Đặng Ly nào, Thị Vân Anh Nguyễn chia sẻ rồi, ok nha. 30 nhóm miễn phí ship các chị ơi, comment nhiệt tình lên nào. Em xả một like ngày hôm nay tất cả các sản phẩm là 25k nào. Thương Nguyễn 2 nhóm nữa chị ơi. Chia sẻ thiếu không được cho đơn đâu ạ. Thương Nguyễn 2 nhóm nữa nào. Chị nào mà em nhắc là mọi người nhớ phải chia sẻ thêm nha. Nào, 30 nhóm là được miễn phí ship tận nhà rồi ạ. Chị Thủy Viên Lina ok này. Áo khoác kaki lót lông cực kỳ ấm luôn ạ. 25k một sản phẩm nào. Đủ size cho cả bé trai và bé gái từ 7 cân đến 30 cân nha. Trai gái đều mặc đẹp hết nha. Bây giờ các chị cứ chia sẻ, sau đó comment vào đây đi, rồi còn thắc mắc gì sẽ hỏi sau nhá. Để em cho đơn trước đã. Mọi người phải lấy áo trước đã. Ok chị Nguyễn Miên nha. Linh Nhi miễn phí ship này. Thủy Cao ơi chia sẻ bà giúp em nào. Em xả một like ngày hôm nay thôi ạ. Toàn bộ sản phẩm là 25k nha. Trong vòng 15 phút các chị giúp em chia sẻ bài nhiệt tình lên nào. Ok chị Lê Thắng này. Chia sẻ trên trang cá nhân 2 lần và 10 hội nhóm khác nhau chị ơi. Quan trọng nhất là 10 hội nhóm nhá. Chứ còn trên trang cá nhân thì cũng chỉ một phần thôi chị ạ. 30 nhóm miễn phí ship nha, 30 nhóm nha. Ok chị Phạm Oanh nào. Nhớ cho em là chị nào có nhiều nhóm thì chia sẻ cho em hết luôn đi ạ. 30 nhóm thì sẽ được miễn phí ship nha. Áo khoác bò lót lông xanh, lót lông xám là áo này rất ấm luôn ạ. 25k một áo nào. Chị nào lấy áo này comment luôn vào đây nào. Áo khoác bò lót lông xanh xám nào. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Ok chị Nguyễn Thanh Tâm này. Chị Bong Bóng nhỏ ơi, chỉ chia sẻ bài thôi ạ. Chị giúp em chia sẻ bài đi. Ok chị Tini nha. Chị Phước Lê xem like của em chia sẻ bài chưa nào. Ok chị Hương Trịnh nào. Đúng rồi chị ơi, tất cả các sản phẩm em cầm trên tay đều có giá là 25k nhá. Áo bò lót lông, áo kaki này. Áo bò lót lông, áo kaki 4 màu này. Hoặc là áo da nha, em có cả áo da này. Áo da đen, áo da đỏ đủ size từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo da thời trang nha. Che Linh Nguyễn chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nào. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại để em chốt đơn nha. Quay ra có bao nhiêu nhóm chia sẻ hết để ủng hộ em luôn nào. Ok chị Vân Trần này. Khoác da đen, khoác da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Hôm nay xả đúng 25k một sản phẩm ạ. Chị nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Su bé ok nha. 7 cân đến 30 cân vừa hết cả trai cả gái chị ơi. Trai gái đều mặc vừa hết này. Nào áo khoác da đen, khoác da đỏ nào, chị nào lấy không ạ? 25k một áo, chia sẻ mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Đức Cường ơi bao nhiêu nhóm rồi nhở? Thương Nguyễn để lại số điện thoại nào. Miễn phí ship chị Nunu Linh nha. Chia sẻ 30 nhóm miễn phí ship rồi chị ơi. Cứ comment vào đây luôn cho em để em chốt đơn nào. Áo khoác da đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Ok Tâm Huyền này. Hằng Nguyễn thêm 2 nhóm nữa đi chị ơi. Nguyễn Diệu Thanh để lại số điện thoại nha. Áo khoác da đen, khoác da đỏ này đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Các chị chia sẻ bài cho em, sau đó comment vào đây là đã chia sẻ cộng số điện thoại cộng sản phẩm nha. Ok chị Cha Linh Nguyễn nha. Chị ơi đặt mẫu gì để lại số điện thoại luôn là em chốt luôn nào. 25k một áo chị ơi. Em xả với giá là 25k thôi, chị lấy thì lấy nhá. Áo khoác bò, áo khoác kaki đủ size từ 7 cân đến 30 cân lót lông nha. Kaki đằng sau là thêu nha. Chia sẻ bài mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân là OK Nguyễn Biên này. OK chị Phạm Oanh nha, chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi, ghi rõ là bao nhiêu nhóm vào nào. À OK chị Trần Thị Trinh nha. Áo khoác xả 25k một áo, kaki lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Áo bò lông xanh xám nào, mỗi người chia sẻ 10 hội nhóm nào, 30 nhóm miễn phí ship nha. Bò lót lông màu xanh màu xám 7 cân đến 30 cân nha. 25k một áo nào. OK chị Hành Tây nào, Hà Hoa nào, miễn phí ship hai chị rồi, để lại số điện thoại cho em nha. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 25k một áo ạ. Chị nào lấy mẫu gì comment nhanh nào, em xả duy nhất trong vòng 15 phút thôi, hiện giờ rất ít lượt chia sẻ nhá. Nếu mà ít lượt chia sẻ không chốt được đơn đâu ạ. Các chị quay ra chia sẻ nhiều lên cho em đi nào. Nguyễn Biên nhìn thấy rồi này, chia sẻ nhiều lên cho em nha, ít lượt chia sẻ quá không chốt được đơn đâu. Áo khoác kaki hồng đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 25k một áo nha. OK chị Hằng Nguyễn này, chị nào lấy mẫu gì comment luôn ạ. Em chỉ bán với giá là 25k nếu chia sẻ bài thôi nhá, mua giá khác không bán ạ. Các chị chỉ cần giúp em chia sẻ bài thôi, chiều nay em sẽ gửi hàng luôn nha. Toàn bộ sản phẩm xả với giá là 25k nha. 25k một áo chị ơi. Khoác kaki hồng, đen, đỏ và nâu này, có size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân này. OK chị Trinh Nguyễn nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái ạ. 25k một áo khoác kaki nào. Giúp em chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt nha. OK Hân Gia Phạm nha. Đức Cường chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nào. 25k một áo chị ơi. Vũ Thúy chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nha. Áo khoác kaki lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. OK Phạm Hằng nhá. Bò lông xanh xám chị ơi, bò lông và da đồng giá là 25k nha. Áo khoác da, áo khoác bò lông 25k, chị nào xem like chia sẻ bài đi ạ. Da đen, da đỏ và bò lông xanh xám đủ size từ 7 cân đến 30 cân nha. 25k một áo nó. OK Lê Thanh miễn phí ship nào. Lê Phượng để lại số điện thoại chị ơi. Em xả một like này thôi, toàn bộ sản phẩm là 25k nhá. OK Thu Hiền này, chốt chia sẻ bài thì để lại số điện thoại ở đây thì được chốt chị ạ. Bây giờ không phải là thời gian chốt nhá. Em xả trong vòng 15 phút, các chị cứ comment đi ạ. Ship 30.000 toàn quốc chị ơi. Phí chị nào chia sẻ 30 nhóm trở lên miễn phí ship nha. Chị nào hôm nay chia sẻ 30 nhóm trở lên miễn phí ship nha. Áo khoác kaki, áo khoác da, áo khoác bò lông đồng giá là 25k nào, lót lông 100% nha. Thảo Lược chia sẻ rồi, để lại số điện thoại ạ. Chia sẻ bài mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Chị ơi lấy 2-3 cái được mà chị ơi. Áo da 25 nhá. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn nào. OK đây Nina nào. Em xả trong vòng 15 phút toàn bộ sản phẩm nha. Huệ Phan ơi, chia sẻ thiếu 2 nhóm không chốt nhá, thêm cho em 2-3 nhóm đi ạ. Hiện giờ lượt chia sẻ rất thấp, mọi người quay ra chia sẻ mỗi người 2 đến 3 nhóm nữa cho em nha. Nào chị Minh Châu OK nha, để lại số điện thoại nào. Áo khoác da và áo khoác bò lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. 25k một sản phẩm nha. Lấy mẫu gì cho em xin số điện thoại nào. OK chị Anh Nguyệt Võ nha. Áo khoác bò lông 25 chị ơi, trai gái đều mặc đẹp nhá. Nhanh tay để em một kiểm tra luôn nào. 25k một sản phẩm nha. Ký ức và em thấy rồi này. OK bánh trôi nước nha. Phí Nhiên Thân chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi chị ạ? Comment rõ vào đây nhá. OK Mai Loan này. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái, 25k một áo nha. Khoác bò lông 25, khoác da 25k nha. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân này. Lê Thu Phan thấy rồi này. Bé trai và bé gái đều mặc vừa chị ơi. Áo khoác bò lót lông xanh, lót lông xám 7 đến 30 cân nhá. OK chị Lê Thắng nha. Kaki có cho các bé từ 7 đến 30 cân chị ơi, cứ chia sẻ bà đi ạ. Nào áo khoác da đen, da đỏ nào, chị nào lấy mẫu gì thì comment luôn vào đây ạ. Em xả một like duy nhất ngày hôm nay nha. Tất cả các sản phẩm là 25k nha. Bé trai bé gái đều mặc vừa ạ. Chị ơi không chia sẻ 5 nhóm nữa đâu nhá. Chia sẻ đúng 10 nhóm cho em ạ thì mới được mua hàng với giá là 25k. Còn chia sẻ trên 30 nhóm thì được miễn phí ship tận nhà nha. OK chị August nào. Chị Ngọc Huyền chia sẻ 2 nhóm nữa thêm chị ơi. Thêm cho em 2 nhóm nữa đi nào. Các chị ơi lượt chia sẻ rất thấp, quay ra chia sẻ thêm cho em đi ạ. Bò lót lông xanh, lót lông xám nha. Đây nào, áo khoác bò lót lông xanh, lót lông xám nào. Em chỉ được xả trong vòng 15 phút thôi nên là mọi người phải nhanh tay lên nhá. OK chị Nhung Lê thấy rồi này. 18 lần chị Toàn ơi, 30 nhóm được miễn phí ship nha. Chị Toàn chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nào. OK Minh Châu nào. Minh Châu thấy rồi nha. Áo kaki hồng có size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân chị ơi. Kaki hồng, kaki vàng này. Kaki vàng nâu này cũng đẹp này, màu nâu bò nhá. OK chị Hà Kevin nha. 30 nhóm miễn ship các chị ạ. Để lại số điện thoại giúp em nào. OK chị Nguyễn Ngọc Huyền nha. Phí Thiên Nhân OK nha. Trâm Chupi chia sẻ 2 nhóm đi chị ơi. Đủ size từ 7 cân đến 30 cân mọi người. Hiện giờ các chị quay ra mỗi người chia sẻ cho em thêm 2 nhóm nữa đi ạ, để em còn chốt đơn luôn nào. OK Huyền Nhím này. Khoác kaki đủ size từ 7 cân đến 30 cân lót lông nha. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám nha. Bò lông xanh xám đủ size từ 7 đến 30 cân. Ok chị Trinh Nguyễn này. Bé trai và bé gái đều mặc vừa. Em xả duy nhất một like buổi trưa ngày hôm nay thôi. Ai lấy mẫu gì comment vào đây luôn cho em nha. Bò lông xanh xám nha. Còn chị nào không nhở, ok Diễm Huỳnh này. Em xả trong vòng 15 phút thôi. Hết 15 phút là chốt luôn nha. Ok chị Huệ Phan này. Thế chị Ý Tini rồi ạ. Hết 15 phút là sẽ chuyển sang bán hàng. Mọi người nhanh tay nào, đặt nốt cho em đi nào. 25k một sản phẩm đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. 5 phút cuối cùng nha. 5 phút cuối cùng nào, chia sẻ bài nhiệt tình lên chị ơi. Bây giờ em chốt ngay buổi trưa nay rồi. Mà mình không chia sẻ đầy đủ là em sẽ không nhận được đơn đâu ạ. Ok chị Hay Nina nha, thấy chị Thương Nguyễn rồi ạ. Áo bò lông xanh xám bé trai bé gái đều mặc được hết đấy chị ơi, trai gái đều mặc được nha. Ok Nguyễn Thị Bình nào, Đại Yến miễn phí ship để lại số điện thoại cho em nào. Bò lông xanh, bò lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha, 25k nha. Ok Đức Cường này, Đức Cường ơi nhớ cho em là 30 nhóm miễn phí ship nhá. Áo khoác da đen da đỏ đủ size này, áo khoác kaki tất cả 4 màu nha. Kaki 4 màu nào, kaki hồng và kaki nâu bò này là đẹp nhất này. Chị Nguyễn Phượng ơi 25k một áo chị ơi, lấy mẫu gì comment luôn nào. Ok chị Thu Hiền nha, 25k một áo đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Chị Lê Thúy ơi 25 ạ. Tiến Đạt chia sẻ thêm 2 nhóm nữa cho em đi nào. Các chị ơi hiện giờ bây giờ chỉ còn xả 3 phút nữa thôi, mọi người quay ra mỗi người chia sẻ thêm cho em 2 nhóm ạ. Chị nào đang xem live quay ra mỗi người chia sẻ thêm cho em 2 nhóm nào. Jean xanh nhá, 25k chị ơi, một lát nữa em sẽ bán quần bò chị nhá. Nào ok chị Nguyễn Thị Bình để lại số điện thoại nhá. Em chỉ được phép xả trong vòng 15 phút thôi, các chị nào lấy mẫu gì comment nhanh, chiều nay em gửi hàng ạ. Và một lát nữa em bán hàng thì các chị có thể mua thêm nha. Một lát nữa em sẽ bán hàng rất là nhiều mẫu xả cực kỳ rẻ luôn nha. Nào, kaki lông, kaki lót lông còn chị nào lấy không? Ok chị Hành Tây nhá, kaki đây chị ơi, kaki hồng, kaki nâu này, kaki đỏ và đen nha. 25k một áo nào, 25k một áo nào, lấy mẫu gì comment vào đây luôn cho em đi ạ. Ok Dương Hải Yến này, em Ban ơi 25k một áo chị ơi, giúp em chia sẻ bài nha. Em chỉ xả một like này thôi với giá là 25k nhá. Còn chị nào không ạ? Huyền Yêu thêm 2 nhóm đi nào Huyền Yêu ơi. 4 phút nữa nào, 3 phút nữa nào, comment nhiệt tình lên cho em nào. Ok chị Hà Điệp này, kaki hồng, kaki nâu này là trai gái đều mặc được hết chị ạ. Em xả duy nhất một like này thôi, có đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Khi nào kết thúc 15 phút sẽ chốt luôn lượt chia sẻ và chiều nay đóng hàng luôn nha. Ok chị Hay Nina nào, chia sẻ rồi để lại số điện thoại nhá. Thúy Trần nhá. Áo khoác kaki đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 25k một áo nha. Kaki tất cả 4 màu đỏ, đen, hồng và nâu này, 7 đến 30 cân. Ok Nguyễn Thị Bình này, Lý Thúy thế rồi này. Ok chị Phương Nguyễn nha. Bảo Nam ơi thêm 2 nhóm đi ạ. Bảo Nam này, ok Trâm Chubby nha. Dung Phạm ơi, cái gì nhở, xem lại cái gì đấy, áo da hay là áo kaki? 25k một áo nha, đặt luôn đi ạ. Có 13 cân chị ơi, để lại số điện thoại nào. Nguyễn Phượng ơi, bò nam nữ để mặc được ạ. Ok chị Sơn Cài nha. Ok chị Mai Loan để lại số điện thoại nào. Em xả một like duy nhất này thôi, 25k một sản phẩm. Các chị còn 3 phút nữa để chia sẻ bài giúp em nha. Nhớ là quay ra giúp em chia sẻ bài nhiệt tình lên nha. Áo phao một lát nữa em bán thôi chị ạ. Áo phao là hàng bán rồi nhá. Ok chị Trịnh Thị Trang nha. Thu Trang Võ chia sẻ thêm 2 nhóm, sau đó để lại số điện thoại nhá. Kaki đỏ có cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Hồng Minh Thư thêm 2 nhóm này. Nào Thảo Bi ok nha, thấy chị Diệu Linh rồi ạ. Bảo Nguyễn ok nha. Các chị ơi ai chia sẻ 30 nhóm thì phải comment rõ vào đây để được miễn phí ship nhá, không là không được miễn phí ship đâu. Comment rõ là đã chia sẻ 30 nhóm vào đây nha. Ok chị Thúy Đỗ nào, áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Ok hàng Nguyễn ạ. Áo nào cũng có chị ơi, chiều nay là em gửi hàng rồi, mọi người phải nhanh lên. Chỉ chốt một like này thôi, áo khoác kaki này, 4 màu tất cả nha. Giúp em chia sẻ bài lên nha. Ok chị Hương Nguyễn nào, Hương Nguyễn ơi. Chị ơi chia sẻ bài đi ạ, chia sẻ là được mà. Ok chị Nhật Hoàng nhớ, hàng số lượng nhiều nha, các chị cứ yên tâm đặt đi ạ. Chỉ cần giúp em chia sẻ đủ thôi. Ok chị Thắm Nguyễn nha, Minh Thúy Trinh ok nha. Nào áo phao 24 cân em có bán đâu, áo phao thì em bán mà. Ok chị Vân Trang nhá, ok chị Hà Điệp nha. Còn chị nào không ạ? Hoàng Nga miễn phí ship này, chị nào chia sẻ trên 30 nhóm miễn phí ship luôn nha. Các chị giúp em chia sẻ bài nhiệt tình lên càng nhiều hội nhóm càng tốt nha. Ok chị Thùy Viên nha, 30 nhóm miễn phí ship rồi, các chị còn 1 phút nữa nào. Huyền Nguyễn hàng gia dụng miễn phí ship luôn này. Các chị ơi còn 1 phút nữa, mọi người chia sẻ nốt cho em đi ạ. Ai lấy mẫu gì, ai thiếu mẫu gì, ai thiếu chia gì là chia sẻ số điện thoại comment luôn nha. Thúy Nguyễn 2 nhóm nữa, sau đó để lại số điện thoại nha. Ok Hà Diệp này, chị Lina Nguyễn thấy rồi này. Lấy em cái màu đỏ á, chị ơi lấy cái gì thì ghi rõ là nhớ, áo da đỏ da đen nhá. Ghi rõ là da hay là kaki không là bị nhầm. Nào ok chị Hải Yến miễn phí ship này, Hồng Minh Thư thấy rồi nha. Để lại số điện thoại cho em luôn nha. Chị Tini thấy rồi này. Ok chị Nguyễn Liên này, áo khoác tí nữa em xả chị ạ. Bây giờ là chị nào đã đặt hàng rồi thì để lại số điện thoại để em cho đơn nha. Chị nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại để em chốt đơn luôn nào. Ok Thúy Nguyễn này, các chị ngắm cho em mẫu này đi ạ. Chuẩn bị bán hàng nhá, ngay bây giờ là chuẩn bị bán hàng đây. Chị nào lấy mẫu gì thì comment vào đây luôn cho em nha. Ai đặt hàng rồi, ai chia sẻ rồi để chiều nay em gửi hàng luôn chị ạ. Ai chia sẻ rồi thì comment vào đây để chiều nay em gửi hàng luôn nhá. Còn chị nào thiếu mẫu gì nữa không, comment nốt cho em đi nào. Áo dài nó hay bung nhỉ. Còn chị nào lấy mẫu gì nữa không ạ? Mọi người đã comment hết số điện thoại chưa? Bổ sung luôn vào đây cho em nếu mà thiếu nha. Bây giờ thì chị nào mà đã chia sẻ rồi, chiều nay em sẽ gửi hàng luôn. Còn tất cả những từ bây giờ em sẽ bán hàng. Chị nào có nhu cầu mua hàng thì có thể xem live thêm nhá. Chị nào có nhu cầu mua hàng thì ở lại xem live của em và em sẽ gửi luôn là cái đơn của chị, các chị đặt luôn ạ, gộp đơn luôn nha. Áo khoác bò lông ngày hôm nay em xả 130.000 một áo nha. Chị nào đặt thì comment luôn vào đây nào. Áo khoác bò lót lông ngày hôm nay xả 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân ạ. Các chị ơi dừng comment 25k tại đây nha. Chiều nay em sẽ gửi hàng cho chị nào đã chia sẻ. Bây giờ em không nhận bất kỳ đơn 25k nào nữa, bởi vì em chỉ xả trong vòng 15 phút thôi. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn cho em nha. Áo khoác bò lót lông xanh giá 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân ạ. Áo khoác bò lót lông xanh giá 130.000 một áo, 7 đến 26 cân. Quần bò 110 nha. Quần bò rách xanh rách xám 110.000, 7 cân đến 28 cân nha. Chị nào mua từ 2 quần còn 100.000 một quần ạ. Quần bò 110.000 một quần, mua từ 2 quần còn 100.000. Áo bò lông 130 nha. Ai lấy để lại địa chỉ số điện thoại nào, hủy đơn hủy bi luôn. Tất cả những chị nào comment 25k bây giờ em xin phép hủy đơn luôn nhá, không nhận đơn nữa ạ. Áo bò lông xanh giá 130, chị Bích Ngọc Nguyễn ơi, bò lông xanh giá 130.000 nha. Nguyễn Liên ơi, hạn 130.000 một áo bò lông ạ. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000 cho 30 người đầu tiên nào. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại giúp em ở đây nha. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám 130.000 nào. Set bò dài tay ngày hôm nay xả 150.000 nha. Set bò cu xì theo dài tay ngày hôm nay xả 150.000 nha. 30 người đầu tiên comment địa chỉ số điện thoại em để hàng luôn ạ. 150.000 một set bò dài tay này. Áo bò lót lông xanh xám 130 này. Nào mọi người ơi, đặt luôn cho em đi nào. Áo bò lót lông 100% rất đẹp nha. Gucci là hàng thêu nhá, rất là đẹp luôn ạ. 150.000 một bộ dài tay này. 150.000 một bộ, có hai màu xanh và màu xám ạ. 25k bây giờ, ai còn đặt nữa em sẽ hủy đơn nhá. Chị Ngô Thị Vân để lại địa chỉ nào. Bò lông xanh xám lót lông 100% giá là 130 chị ơi, còn bộ bò thêu giá là 150 nha. Bộ bò Gucci dài tay thêu giá là 150.000 ạ. Phí ship 30.000 toàn quốc nhá. Chị Thảo Lê để lại địa chỉ số điện thoại nào. 150 một set bò này chị ơi. 22 cân quần jean. Chị Thúy Cao để lại địa chỉ số điện thoại nào. Thúy Cao lấy quần jean 110 để lại địa chỉ số điện thoại nha. Nếu mà mua từ 2 chiếc thì quần jean chỉ còn giá là 100.000 một chiếc thôi ạ. Phí ship 30.000 toàn quốc nha. Trân Ngọc để lại địa chỉ số điện thoại nào. Set bò là từ 7 cân đến 28 cân vừa chị ơi. Set bò bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái từ 7 cân đến 28 cân vừa nha. Nguyễn Bin để lại địa chỉ nào. Set bò 150.000 màu xanh màu xám, 7 cân đến 28 cân ạ. 4 tuổi vừa luôn chị ơi, 4 tuổi vừa nha. Thái Sơn để lại địa chỉ số điện thoại nha. Nào chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. 150.000 một set bò dài tay ạ. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân. Hoàng Yến để lại địa chỉ nha. Set bò dài tay 150.000, 7 đến 28 cân nào, nhanh tay nào. Ok Hồng Minh Thư để lại địa chỉ số điện thoại nha. 150.000 một set chị ơi. Mọi người hỏi em ở đâu làm gì ạ? Em chỉ bán online thôi. Ok chị Hải Minh nha, cái gì đấy, chị đặt hàng cái gì đấy. Bộ bò dài tay là 150.000 một bộ chị ơi, 7 cân đến 28 cân. Hiệp Ly để lại địa chỉ nào. Set bò Gucci theo 150.000, 7 đến 28 cân. Bé trai và bé gái đều mặc đẹp nha. Trai gái đều mặc đẹp. Phạm Ngọc để lại địa chỉ nào. Hà Nguyễn để lại địa chỉ nào. Nào Phạm Ngọc và Hà Nguyễn và Thùy Dương để lại địa chỉ nào. 150.000 một set bò dài tay chị ơi. Set bò dài tay xanh xám 150.000, 7 cân đến 28 cân vừa nha. 7 cân đến 28 cân vừa nha. Nào lấy mẫu gì comment luôn cho em địa chỉ số điện thoại nào. Nhanh tay nào. Thấy chị Mi Xanh rồi ạ. Quần bò 110.000, 26 cân vừa luôn chị ơi. Quần bò 110.000, mua từ 2 quần là còn 100.000 nha. Helen Phạm để lại địa chỉ nào. Ok chị Nunu Luyên nhá. Quần bò 110.000 ạ. Quần bò 110.000, mua từ 2 quần còn 100.000 nha. Thái Sơn chốt nha. Thùy Dương để lại địa chỉ nào. Đúng rồi chị Bích Tuyền ơi, kaki cũng 130 nhá. Nào quần bò rách xanh rách xám 110.000, mua 2 quần còn sẽ còn 100.000 nha. Phí ship toàn quốc là 30.000 chị ơi. Nhung Đoàn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Nhân Thưởng Messenger để lại địa chỉ nha. Set bò này là 150.000, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân ạ. Set bò dài tay xanh giá 150.700 đến 28 cân nha. Ok chị Lun Thúy nào, set bò xanh để lại địa chỉ xuống Hải nào, 150 một set chị ơi. Ok chị Meter nha. Áo khoác 7 cân 130 chị ơi, khoác bò lông xanh giá 130.000 7 cân đến 26 cân nhá. Khoác bò lông này, ô lo này. Quần trong cả bộ không chị ơi? Quần á, quần lông không có chị ơi, áo bò lông thôi, không có quần lông đâu. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám 130.700 đến 26 cân nha. Bò lót lông xanh xám 130 nha. Chị Thái Sơn ơi, chỉ có áo bò lông thôi chị ạ. À. Ok chị Đoàn Như Quỳnh nhá. Áo bò lót lông xanh xám là 130.700 cân đến 26 cân này. Set bò xanh, set bò xám là 150 nha. Ok chị Yến, chị Yến, không chị ơi, cái áo đấy em đã bảo là không bán rồi mà. Em chỉ bán áo ngày thôi, áo thường thôi. Nào, set bò này là 150.700 cân đến 28 cân. Chị nào lấy set bò dài tay comment luôn ạ. 7 đến 28 cân 150 một set nha, xả rất nhanh thôi ạ. Phương Đoàn để là địa chỉ nào, Trần Thị Mỹ Lệ lấy mẫu gì để là địa chỉ xuống Hải cho em nha. Lấy mình một quần jean xanh, ok chị Nunu Lin nha. Helen Phạm để là địa chỉ chị ơi, ok chị Hà Duyên nhá. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám này là 130.700 cân đến 26 cân nha. Bò lót lông xanh xám 130.000 này. Áo khoác da đen, áo khoác da nâu 130.700 cân đến 26 cân nha. Khoác da đen, khoác da nâu nào. Quần jean cho bé 31 cân không có đâu ạ. À. Chị Hà Duyên để lại địa chỉ số điện thoại nào. Khoác da đen, khoác da nâu 130.000 đồng giá với cả áo bò lông nhá. Bò lông và khoác da 130.000 nha. Nhân Hoàng để lại địa chỉ chị ơi. Ai lấy mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Khoác da và áo bò lông đồng giá là 130.000 ạ. À. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 26 cân nha. Size đủ cho các bé từ 7 đến 26 cân nha. Chị ơi đặt hàng để lại đầy đủ thông tin là được chốt rồi nhá. Chị Thùy Dương lấy set bò để lại địa chỉ số điện thoại nào. Set bò 150.000 một set nha. Thùy Dương để lại địa chỉ số điện thoại nha. Set bò Gucci theo chị ơi rất là đẹp nha, 150 nhá. 7 cân đến 28 cân. Chị Kết Thúc ơi, áo khoác bò lông xám 13 cân ok này. Kết Thúc không bất ngờ để lại địa chỉ số điện thoại nào. 130.000 một áo khoác nha. Có size cho các bé từ 7 cân đến 26 cân. Ok chị Vũ Thị Bích Tuyển nhá. Không có 30 cân rồi chị ơi. Bộ em chỉ có từ 7 cân đến 28 cân thôi. Set bò 150.000 này. Có size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân. Chị Đạt thì cho em xin địa chỉ số điện thoại ạ. Set bò 150 7 cân đến 28 cân nha. 30 cân thì không có nha. Áo khoác da và áo khoác bò lót lông đủ size từ 7 cân đến 26 cân nhá. Quần bò bé trai chỉ có quần này và quần sọc chị ạ, quần sọc nhá. Áo bò xanh 130 chị bé Bướng Bỉnh để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bé Bướng Bỉnh để lại địa chỉ số điện thoại, Hoàng Yến để lại địa chỉ nha. Ok chị Nhi Hi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Nhi Hi này, Hoàng Yến này, bé Bướng Bỉnh để lại địa chỉ số điện thoại nha. Quần bò rách xanh rách xám 110.000 mua 2 quần còn 100.000 ạ. Mua 2 quần còn 100.000. Ok Hiền Lê và Đồi Vô Thường nha. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại luôn giúp em nha. Áo khoác lông 130.000 Hoàng Ly ơi. Khoác lót lông xanh, lót lông xám này là 130.000 nhá. Phạm Nguyễn ơi, set bò là bao gồm những gì á? Set bò nó là một áo và một quần anh ạ. Áo dài tay và quần dài tay nhá. Set bò Gucci theo nó bao gồm một áo và một quần nha. Đặt hàng cái set này là 150.000 ạ. Anh lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại để em ship hàng nhá. Đặc biệt là cái chữ Gucci của nó là theo nhá. Nó là theo ạ, Gucci theo nha. 150.000 một bộ, 7 cân đến 28 cân, màu xanh và màu xám này. Chị nào lấy bộ này để lại địa chỉ số điện thoại nào. Loan Vũ để lại địa chỉ số điện thoại chị ơi. Bé gái mặc áo bò lông đẹp mà chị ơi, bò lông 130 nhá, chị Loan Mai nhá. Bò lông 130.000, áo phao đen hết rồi chị ơi. Nào chị Vi Bao ơi, 23 cân vừa chị ạ, à, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Loan Vũ để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám này là 130.000 nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái ạ. À. Chị ơi tại vì cái mẫu này form nó nhỏ hơn chị Hương Trịnh nhá, cái mẫu này form nó nhỏ hơn chị ạ. À. Chị Đại Yến ok nha. Áo khoác khác á, áo khoác dạ chị ơi 99.000 nhá. Mọi người xem live của em thì sẽ có rất là nhiều loại áo khoác nhá. Áo khoác dạ Hàn 99.000 7 cân đến 30 cân ok chị Đại Yến này. Áo bò lông 13 cân mặc vừa chị Mỹ Lệ ơi, à Hà Lệ ơi, 13 14 cân thoải mái nha, 130 một áo nha. Áo bò lót lông xanh xám 130 một áo ạ. À. Chị Kết Thúc không bất ngờ để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo khoác dạ 99.000 một áo, 7 cân đến 30 cân nha. Dạ Hàn Quốc 99.000 một áo nào. Chị nào đặt hàng áo dạ cho em xin địa chỉ số điện thoại nào, 3 màu ạ. À. Ok chị Nguyễn chị. Ok chị Nhi Hi nha, ok chị Thùy Dương nha. Dạ Hàn Quốc 3 màu này, màu xanh, màu be, màu cam đất 99.000 một áo ạ. À. Ok chị Thủy Cao nhá. Chị Lê Chị Trần Lê Thiên Hương ơi, không được miễn phí ship đâu. Đơn hàng nào trên 500.000 thì sẽ được miễn phí ship nha. Áo phao có, chị ơi đợi em một chút nha. Áo khoác dạ Hàn Quốc 99.000 một áo nào, màu xanh màu be màu cam đất nào. Dạ Hàn 99.000 màu xanh màu be màu cam đất, 7 cân đến 30 cân nha. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Ok chị, kết thúc không bất ngờ nha. Chị Loan Mai Thị Loan lấy 2 quần bò để đặt địa chỉ số điện thoại là chốt Thúy Cao này. Nào chị Đinh Thị Linh Chi để đặt địa chỉ số điện thoại ạ. Chị Linh Chi, chị Loan Mai để đặt địa chỉ số điện thoại cho em nha. 99.000 một áo dạ này, có chị nào lấy không ạ? Màu xanh màu be màu cam đất nha. 99.000 một áo dạ màu xanh màu be màu cam đất, đặt hàng để đặt địa chỉ số điện thoại ạ. 99.000 một áo nhá. Bò lót lông xanh, lót lông xám 130 nha. Bò lót lông xanh nào, chị kaki lót lông. Chị Đinh Thị Linh Chi ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Vũ Thị Bích Tuyền ơi, kaki em chỉ bán mỗi màu vàng từ 15 cân đến 25 cân. Chị đặt thì để lại địa chỉ số điện thoại ở đây nha. Còn những cái mẫu kia em đã bảo là không bán vì em để chốt cho những cái chị chia sẻ bài nhá. Chị Bảo Quốc ơi 26 cân ok 110.000 một quần chị ơi. Bảo Quốc 26 cân là 110.000 một quần nha. Mua từ 2 quần sẽ chỉ còn 100.000 một quần nha. Nào chị Linh Chi để lại địa chỉ số điện thoại nào, ok cho đơn luôn nha. Quần bò rách xanh rách xám 110.000 một quần. Ok chị Mỹ Tơ, chị Mỹ Tơ ok này. Phạm Thu để lại địa chỉ nào, Hà Lệ chốt này. Phạm Thu để lại địa chỉ nha. Set bò 150.000 7 cân đến 28 cân chị ơi, set bò theo 150 nhá. Em sẽ dơ thêm một áo phao nha. Áo phao 150.000 một áo từ 15 cân đến 25 cân, màu xanh rêu và màu xám ạ. Áo phao 150.000 một áo từ 15 cân đến 25 cân, màu xanh rêu và màu xám. Chị nào lấy áo phao comment luôn nào. Phao xanh rêu, phao xám 150.000 từ 15 cân đến 25 cân nha. Đặt hàng để là địa chỉ số điện thoại nha. Ok chị Loan Vũ nào, áo bò vừa 12 cân chị Mỹ Ly ơi. Áo bò 130.000 12 cân vừa nha. Chị ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào, ok Hà Duyên nhá. Chị Tình Vũ để lại địa chỉ số điện thoại nào, xếp bò lửng còn nha. Chị nào xem xếp bò lửng thì đợi em nha. Ok chị Hà Lệ này. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám là 130.000 7 cân đến 26 cân, 12 cân vừa đấy ạ. Chị nào lấy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Phạm Thu hỏi gì nhỉ? Áo phao này là 150.000 từ 15 cân đến 28 cân nha. 15 đến 28 cân nha. Chị Thiên Hương ok để lại địa chỉ số điện thoại đi ạ. Chị Nguyễn Phương để lại địa chỉ nào, quần không lót lông nhá. Cho mình xem quần bò xanh với áo bò 26 cân. Chị Bảo Quốc ơi, quần bò xanh là 110.000, áo bò 130 nha. Quần bò xanh đây ạ. Từ từ đã. Quần bò xanh 110.000, áo bò 130, cả set như thế này là 240 nhá. Chị nào lấy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Tình Vũ và Loan Mai để lại địa chỉ nào. Các chị ơi, Nguyễn Nam Nguyễn Phương để lại địa chỉ cho em nha. Ai lấy mẫu gì để lại địa chỉ ạ? Thúy Võ ơi, quần jean để lại địa chỉ số điện thoại nào. Mọi người đặt hàng không có địa chỉ số điện thoại không được gửi hàng đâu, nên là cứ phải để lại đầy đủ thông tin ở đây cho em ạ. Chị Ký Ức và em để lại địa chỉ luôn nha, để lại địa chỉ nha. Áo bò lông xanh 130, quần bò 110. Chị nào thích thì ghi cho em là áo bò lông xanh cộng quần bò ạ. Áo bò lông xanh cộng quần bò là 240.000 một set nha. 130 một áo, quần là 110 nha. Chị Phương Thúy ơi, có size nhỏ mà. Có set bò size nhỏ nhất. Size nhỏ nhất là 7 cân chị Phương Thúy nhá. Size nhỏ nhất là 7 cân chị ạ. Set bò 150 nha. Chị ơi, 35 cân không vừa đâu. Áo phao 150.000 một áo từ 15 cân đến 25 cân. Chị nào lấy không? Phao 150 nha. Áo xám 12 cân có chị Phương Đỗ Thu ơi. Áo bò xám 12 cân vừa nhá. Bò xám 130.000 12 cân vừa nha. Có được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Quần bò 30 cân không vừa đâu chị ạ. Nam Nguyễn Phương để lại địa chỉ nào, ok chị Loan Mai này. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám là 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân ạ. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000 một áo nha. Võ Thị Khánh Huyền để lại địa chỉ cho em luôn nha. Võ Thị Khánh Huyền nào. Phao xám 13 cân có chị ạ. Phao xám thì có từ 15 cân đến 28 cân thôi, 13 cân thì mặc hơi rộng nhá. Ok chị Tí quên chốt nha. Chị nào lấy mẫu gì nhớ theo dõi và để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ ở đây cho em ạ. Áo phao xám này là 15 cân đến 28 cân, giá là 150.000 nha. Áo bò lót lông xám ok chị, kết thúc nhưng không bất ngờ nhá. Nào chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Set bò dài tay là 150 chị ơi. Set bò dài tay xanh xám này là 150.000 7 cân đến 28 cân nha. Chị nào lấy comment luôn nào. Hoàn Cao ơi ok nhá. Chị lấy set bò màu gì đấy để lại địa chỉ nào. Thùy Dương ok nha. Thùy Dương lấy quần bò cho em xin địa chỉ số điện thoại chị ơi. Quần bò rách xanh rách xám 110.000 một quần nha. Quần bờ rách xanh rách xám 110.000 một quần, mua từ 2 quần còn 100.000 ạ. Ok chị Cam Nguyễn nào, chốt nào. Áo phao size nhỏ là còn 15 cân thôi chị ơi, áo phao hết size nhỏ rồi. Quần bò rách xanh rách xám 110.000, mua 2 quần còn 100.000 nha. Áo set bò này là 150.000, set bò dài tay nha, 7 đến 28 cân ạ. 19 cân có luôn chị ơi, em có một bên đặt size riêng cho các chị luôn nhá. Ok chị Nương Nương nha. Chị Nguyễn Nam Nam ơi, áo bò lông xanh xám con trai đều mặc được mà chị. Áo bò lót lông con trai con gái đều mặc được nha. Bò lót lông và áo da đồng giá 130 nha. Áo bò lót lông 130, áo da 130, chị nào đặt mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bò lót lông xanh, lót lông xám này, da đen, da nâu 130.000 này. Từ 7 cân đến 26 cân vừa nha. 25 cân, chị Trần Thị Phương ơi có màu đen nha. À màu đen áo phao không có đâu chị ạ. Trần Lê Thiên Hương để lại địa chỉ nào, Hồng Nhung Nguyễn để lại địa chỉ nào. Thiên Hương và Hồng Nhung Nguyễn để lại địa chỉ luôn cho em nha. Có đồ 36 cân không? Không chị ơi, áo phao đen không có nhá. Cho mình. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn nha. Bò lông xanh xám 130, áo da đen, áo da nâu 130 nào. Da đen da nâu cũng 130.000 nha. Áo dạ màu xanh, áo da màu vàng. Ok chị Cam Nguyễn nha. Áo da màu vàng, bò đây là màu nâu đấy chị ạ, màu nâu đấy. Quần bò rách xanh rách xám 110.000, 7 cân đến 28 cân nào. Quần bò nếu mà mua 2 quần sẽ còn 100.000 thôi. Chị Nitna Trần Phạm cho em xin địa chỉ luôn chị ơi. Ok chốt Phạm Thu này. Nitna Trần Phạm nhớ để lại địa chỉ. Phương Trần để lại địa chỉ nha. Phương Nguyễn, Phường Trần, Nitna Trần Phạm để lại địa chỉ nha. Các chị ơi, không có địa chỉ không thể chốt được đơn đâu ạ. Chị Thảo Minh em thấy rồi nhá. Ok Thiên Hương chốt này. 31 cân không vừa quần đâu chị ơi. Quần bò bên nhà em dành cho bé trai và bé gái từ 7 cân đến 28 cân thôi ạ. Giá là 110.000 một quần, chị nào mua 2 quần còn 100.000 nha. Ok chị Nitna lấy cho em xin địa chỉ luôn đi chị ơi. Cho em xin địa chỉ nào. Set bò là 150 nha mọi người ơi. Set bò này này. Dài tay 150.000, rất là dày dạn luôn nhá. 12 cân, anh ơi 12 cân thoải mái anh ạ. 12 cân mặc vừa mà. Khuyên Trần để lại địa chỉ nào. Yên tâm cứ comment cân nặng ở đây, xong rồi em sẽ có các bạn ấy nhặt size riêng cho mình nhá. Nào ok chị Nitna Trần Phạm Thủy Võ chốt nha. Chị Phạm Thị Nhị ơi comment lại cho em đi, em không nhìn thấy. Áo kaki vàng giá là 130.000 nhưng mà còn duy nhất màu vàng từ 15 cân đến 25 cân nhá. Hồng Nhung Nguyễn chốt nha. Áo kaki còn duy nhất màu vàng từ 15 cân đến 25 cân ạ. Áo màu xám 25 cân, ok chị Trần Thị Phương nha, 150 nha. Thiên Hương chốt này. Áo lót lông 130 chị ơi, áo lót lông 130.000 nhá. Ok chị Mỹ Trang ơi còn, chị ơi còn nha. Áo da bé 20 cân. Chị ơi áo da 20 cân á, chị cứ đặt đi xong là em sẽ gửi đúng size 20 cân nhá. Cái chị nick gì đấy, nick Nhật Bản hay là Hàn Quốc gì đấy đấy. Áo bò lót lông xanh xám 130 chị ơi. Áo bò lót lông xanh xám 130, chị Mỹ Trang ơi em còn nhớ cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần lót lông thì giờ chưa có rồi chị ạ. Thảo áo phao à, Chiến Hoàng chờ nha. Áo da đen, áo da nâu 130.000, 7 cân đến 28 cân, ok Nguyễn Thúy nhá. Áo khoác xám là 150 chị ơi, áo khoác phao xám là 150.000 ạ. Từ 15 cân đến 28 cân nào, chị nào lấy áo khoác phao cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Phao xám, phao xanh rêu từ 15 cân đến 25 cân nha. 150.000 một áo nha, 7 cân đến 28 cân ạ. Ai chốt để lại địa chỉ số điện thoại nào. Nguyễn Thúy chốt luôn này. Áo khoác phao xám ok nhá. Phao xám là 150.000 chị ơi. Chị Phạm Thị Nhị ơi em có gọi điện lại cho khách mà. Chị có thể chị đặt cái gì đấy. Nếu mà chưa từ chốt thì comment lại cho em nhá. Set bò 150. Chị Nguyễn Thúy Đoàn để lại địa chỉ là. Chị Phương Trần ok nha. Chị Phương Thúy Đoàn để lại địa chỉ nha. Đây ạ. Áo phao còn duy nhất màu xanh rêu và màu xám, giá là 150.000 một áo, từ 15 cân đến 28 cân nha. Độ ấm thì em không có rồi chị ơi. Bộ ấm à, bộ ấm là bộ lông ấy chị ơi, bộ bò lông ấy. Em đang bán độ ấm mà, toàn bộ lót lông các thứ mà. Áo bò, áo cặp, chị Phương Phương để là địa chỉ nào. Phương Phương để là địa chỉ nào. Set bò dài tay này là 150.000, từ 15 cân đến 28 cân ạ. Set bò rách xanh, set bò dài tay xanh xám 150.000 nha. Ship 30.000 toàn quốc chị ơi. Chị Nitna ơi ok nha. Áo bò lông xanh xám 130 nha. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám này là 130.000, 7 cân đến 26 cân. Ok chốt Mỹ Trang này. Chị nào đặt mẫu gì nhớ để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ cho em nha. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám này là 130.000, set bò là 150.000 ạ. Set bò xanh, set bò xám thêu này là 150.000, 7 cân đến 28 cân nha. Bộ bò 150 chị ơi. Chị Nguyễn Thúy ơi, bộ bò 150. Nitna Trần Phạm ok này. Ok Phương Phương nha, inbox nha. Set bò này là 150.000 7 cân đến 28 cân, giá là 157 đến 28 cân ạ. Áo khoác giả 99 chị ơi, có mất ship chị ơi, phí ship 30.000 nhá. Phí ship toàn quốc 30 nha. Áo giả 99.000 ba màu nào. Dạ màu cam đất, dạ màu xanh, dạ màu be, 99.000 ba màu nha, 7 cân đến 30 cân ạ. Dạ ba màu 99.000 7 cân đến 30 cân nha. Có áo bò cho bé 23 cân không? Có chị ơi, áo bò 130 có cho bé 23 cân nhá. Áo bò 130.000 7 cân đến 26 cân, có cho bé 23 cân nha. Chị Quỳnh Như lấy áo bò để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò chị Quỳnh Như để lại địa chỉ số điện thoại nha. Mình xem lại áo khoác bò à chị ơi. Áo khoác bò lót lông xanh xám 130 26 cân nhá. Ok Mỹ Trang nha. Có size 8 cân chị ơi, có size 8 cân nhá. Lấy set bò xám chị Nhung Mốc để lại địa chỉ số điện thoại nào. Có size 8 cân nhá chị Nhung Vũ ơi. Ok Nguyễn Hải Yến Hoàng chốt nha. Áo bò lông xanh xám này là 130.000 ạ. Áo da cho bé 20 cân không? Có chị ơi, áo da là 130 nhá. Áo khoác da đen, áo khoác da nâu 130.000 7 cân đến 28 cân nha. Chị nào lấy áo khoác da cho em xin địa chỉ số điện thoại ở đây nha. Da đen da nâu 130.000 ạ. Khoác da đen, khoác da nâu 130.000 7 cân đến 28 cân này. Áo dạ 99 chị Thảo Minh ơi, áo dạ 99 nhá. Lên bây giờ thì chưa về đâu chị ạ. Áo dạ này là 99.000 màu be, màu cam đất, màu xanh nha. 7 cân đến 30 cân, chị nào đặt áo dạ comment luôn vào đây cho em ạ. Dạ be, dạ cam đất, dạ xanh 99.000 một áo này. Set bò là 150 nha. Set bò xanh, set bò xám 150.000 7 đến 28 cân. Dung Nguyễn ơi, áo khoác bò nam nữ đều mặc được chị ạ. Ok chị Nina Nít Gia Phạm nha. Ok chị Nina nha. Phương Thúy Đoàn em chốt từ nãy rồi chị ơi. Áo da thì chỉ có cho bé từ 7 đến 28 cân thôi, không có 30 cân đâu nhá. 130 một áo này. Áo khoác bò lông xám trai mặc được chị Phạm Thị Nhị ok nha. Ok chị Phạm Thị Nhị nha. Mua nhiều miễn phí ship không chị? Có chị ơi, đơn hàng trên 500.000 có miễn phí ship mà. Đơn hàng trên 500.000 thì sẽ được miễn phí ship nha. Set bò này là 150.000 từ 7 cân đến 28 cân này chị ơi. Kiều Hạnh cho em xin địa chỉ nào. Kiều Hạnh cho em xin địa chỉ nào. Nhanh tay nào. Áo khoác 12 cân. Chị Hiền Võ cho em xin địa chỉ. Chị Mai Duy ơi, áo khoác 12 cân vừa nhá. Mai Duy ơi, áo khoác 12 cân vừa. Áo bò lông, áo dạ vừa hết nha. 130 một áo nha. Nhung Mốc ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Nhung Mốc ơi, quần mà 25 cân chị dưới 1m3 là sẽ mặc vừa quần nhà em nhá. 28 cân dưới 1m3 là sẽ mặc vừa. Cái quần to nhất kiểu chiều dài của nó là 1m3 chị ạ. Áo bò có lông ở mũ hết rồi chị ơi. Da đen 23 cân. Lê Huyền để lại địa chỉ số điện thoại nào. 130 nha. Chị Lê Huyền để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. 130.000 một áo ạ. Áo khoác jean lông 130.000 Hoàng Ly ơi. Khoác jean lông 130.000. Bảo Quốc để lại địa chỉ nào. Nitna Chân Phạm ok này. Áo em cầm là áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám 130.000 một áo nhá. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám là 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân nha. Áo bò lông ạ chị ạ. Đây là áo bò lông 7 cân đến 26 cân vừa. Chị nào lấy cho em xin thông tin này. Áo bò màu xanh, áo bò màu xám 130 chị ơi. Đây 130.000 một áo đây. Chị nào đặt áo bò comment luôn để em cho đơn nha. Áo dạ là 99.000 7 đến 30 cân chị ạ. Dạ xanh, dạ xám 99.000 7 đến 30 cân nhá. Bò lông xanh xám đây là 130 nha. Duyên Phạm lấy áo bò xanh để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Hải Yến ơi ok nhá. Chị ơi 130 một áo, chị để lại địa chỉ số điện thoại em cho đơn luôn nào. 130.000 một áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám từ size từ 7 cân đến 26 cân nha. Từ 7 cân đến 26 cân là vừa nha. Áo khoác jean lông đang cầm 130 chị Mai Duy ơi. Áo khoác jean lông đang cầm là 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. Ok chị Thảo Minh này. Áo bò xanh Duyên Phạm để lại địa chỉ số điện thoại giúp em chị ơi. Áo bò 130 nhá. Chị Duyên Phạm cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. 130.000 một áo nào. Cho mình áo bò nam có mũ với. Áo bò xanh, áo bò xám 130. Hải Yến ơi để lại địa chỉ số điện thoại giúp em đi chị ơi. Ok chị gì đây. Ok Mai Loan nhá. Thảo Minh ok này. Em đang dơ đây chị. Áo bò lông 130 này. 7 cân đến 26 cân 130 một áo nha. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám nha. Chị nào đặt hàng cái áo bò lót lông này cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Đây ạ. 130.000 một áo nha. Đây ạ, Hải Yến ở đây nhá. 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân nha. Đặt hàng để lại địa chỉ, số điện thoại đầy đủ giúp em nào. Áo nam áo nữ đều mặc vừa đấy chị ơi. Áo nam nữ đều mặc vừa mà nhung mốc ok nha. Đây chị Hải Yến ơi, đây 150 một set đây. Áo phao này, không ơi. Áo phao 150 này. Quần bò xanh 110 chị ạ. Quần bò rách xanh rách xám 110.000 một quần, mua hai quần còn 100 nha. Mua hai quần bò thì sẽ còn 100.000 một quần nha. Chị nào lấy quần bò comment vào đây luôn cho em đi ạ. Xanh xám đều mặc, nói chung là mặc màu gì cũng được chị ạ. Chị ạ, AQ Tinh Thần để lại địa chỉ, số điện thoại nào. Quần bò rách xanh rách xám 110.000 một quần, mua từ hai quần còn 100.000 nha. Áo dạ 99.000, áo bò một tuổi vừa đấy chị ơi. Áo bò lông xanh xám 130 nhá. Áo bò lót lông xanh lót lông xám 130.000 một tuổi vừa nha. Để lại địa chỉ, số điện thoại nha. Quần 27 cân vừa luôn chị ơi, quần 110 nhá. Quần 110.000 chị nào lấy nào. Ok chị Nhung Mốc ạ. Quần 110.000 mua hai quần còn 100.000 nha. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám là 130.000 ạ. Quần bò là từ 7 cân đến 28 cân vừa chị Hiền Võ nhá. Quần bò là từ 7 đến 28 cân vừa. Áo bò là 130.000 từ 7 cân đến 26 cân vừa nha. Một quần một áo 240 chị ơi. Một quần một áo 240 chị Thu Hoàng nhá. Áo 130 quần 110. Một quần một áo 240 nha. Một quần một áo 240 nha. Chị Hương ơi, em ở Hà Nội. Em ở Hà Nội nhưng mà em chỉ bán online thôi. Áo 130 quần 110, cả set là 240 này. Đặt hàng cho em xin địa chỉ, số điện thoại luôn nào, em gửi hàng nào. Bò lông xanh xám 130, áo bò 100. Bò lông xanh xám 130, quần bò 110 nha. Áo da cho bé trai 15 tháng, chị Mai Duy ơi, áo da là 130 luôn nhá. Chị Hải Yến ơi, 15 18 cân có chun ở chân đó. Chị Mai Duy ơi, áo da đây nhá, 130 một áo nhá. Có chun ở đan chân là quần này chị ạ. Quần bao gấu 15 cân đến 28 cân 110 nha. Quần kẻ sọc 15 đến 28 cân 110.000 một quần, mua hai quần còn 100 nha. Cho mình xem size lớn nhất, không lấy được đâu chị ơi, bây giờ em đang live không lấy được đâu ạ. Áo da là 130.000, 7 cân đến 26 cân, 28 cân nha. Da đen da nâu 130.000, 7 đến 26 cân nha. Quần 15 cân vừa đấy chị ơi, quần 15 cân vừa nhá. Quần bò kẻ sọc này là 110 từ 15 cân đến 28 cân, chị nào lấy quần sọc này comment vào đây cho em ạ. Duyên Phạm để lại địa chỉ giúp em nha, Duyên Phạm nha. Ship toàn quốc 30 chị Hiền Phạm ơi, ship toàn quốc 30 nha. Quần bên nhà em dành cho cả trai cả gái chị ạ, cứ đặt thoải mái nhá. Áo da 17 cân 5 chị Hồng Nhung Trần để lại địa chỉ, số điện thoại nào. Áo da 17 cân 5 130.000 nha. Chị ơi tầm khoảng vào ngày mai nhá, ngày mai. Áo da 130.000 7 cân đến 26 cân nào. Chị Thanh Hà Linh ơi, quần 23 cân vừa nhá. Quần 130.000 quần 110.000 23 cân vừa nha. Quần rách xanh rách xám 110.000, size từ 7 cân đến 28 cân ạ. Mua hai quần còn 100 nhá. Quần 110.000 mua hai quần còn 100 nha. Áo nam là 130 chị ạ. Áo bò lót lông xanh xám 130 nha. Áo khoác da khóa chéo không còn đâu chị ơi, áo khoác da khóa chéo hết rồi. Áo khoác da này là 130 nha. Ừ. 11 cân vừa chị Mai Duy ơi, 11 cân vừa. Chị Duyên Phạm cho em xin địa chỉ nào. Áo da này là 130.000 từ 7 cân đến 26 cân nha. Chị nào lấy áo da cho em xin địa chỉ, số điện thoại này. Dạng 3 màu 99.000 này. Dạng xanh, dạng be, dạng cam đất 99.000 một áo, 7 cân đến 26 cân nha. Dạng 99.000 một áo, 7 đến 26 cân nha. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ, số điện thoại luôn nào. Đây ạ, áo dạ rất đẹp luôn nhá. Quần bò kẻ sọc màu xám á, 110 chị ơi, cho xem set lót lông. Set lót lông là 240 chị. Set lót lông là 240 nha. Áo cộng quần bò. Đây, đây là set lót lông là 240.000 nha. Quần bò kẻ sọc xám 110 chị ơi, 15 đến 28 cân nhá. Quần bò kẻ sọc xám 110.000 15 cân đến 28 cân nha. Khi nào có lại chị ơi, áo khi nào có lại cái gì nhỉ? Em cũng không rõ nữa. Chị Nguyễn Tuyết ơi, để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Sát 240 đây ạ. 130 một áo quần 110, không có 30 cân đâu. Áo bò lông xanh nhé. Ok chị A Quy Tình Thân nha. Chị cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. A Quy Tinh Thần cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Chị Hoàng Bích Liêu ơi, comment lại đi, bây giờ em đang nhìn nhưng mà em không thấy hỏi gì. Chị nếu bị nhỏ. Có chị ơi, được đổi mà chị. Set bò xanh. Đây chị ơi, set đây. Áo 130 quần 110 nhưng mà quần không lót lông đâu, nó chỉ có cái loại này thôi. Quần không lót lông đâu. Chị Nguyễn Tuyết ơi, 240 nhá. Chị đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo 130 quần 110 nha. Chị nào lấy mẫu gì cho em xin thông tin địa chỉ số điện thoại đây luôn nào. Ok chị Dung Nguyễn chốt này. Áo khoác jean có lông viền mũ hết rồi chị ạ. Áo phao là 150 nha. Áo phao chỉ còn size to thôi, 15 cân đến 20. Áo phao còn từ 15 cân đến 28 cân 130 nhá. 150 một áo nhá. Áo sơ mi phía sau á, sơ mi nào nhờ chị nhờ, em làm gì có sơ mi đâu. Lạnh quá. Áo bò lông ạ, à. Đây à, áo bò lông 130 nào. Bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000, áo da có chéo khi nào có lại. À cái áo đấy không về nữa đâu chị ạ. À. Áo đấy không về nữa đâu, em không đặt nữa. Ok chị A Quy Tinh Thần nha, inbox nha. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám là 130.000 ạ, 7 cân đến 26 cân. Chị nào lấy áo bò lông để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn, em chốt đơn nha. Cân vừa đấy chị ơi, áo bò lông từ 7 cân đến 26 cân ạ. À. Áo dạ cho bé 12 cân 99.000 nhá. Trai gái đều mặc vừa chị ơi, áo khoác dạ này. Áo khoác dạ 99.000 cho bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Dạ 3 màu cam đất xanh và be. Chị Mai Duy ơi, áo dạ 12 cân đây chị ơi, em cho chị xem cả áo dạ, cả áo da, cả áo bò rồi đấy chị ạ. À. Chị đặt mẫu gì thì comment đấy luôn cho em nha. Áo khoác dạ này màu xanh, màu be, màu cam đất 99 thì một áo 7 cân đến 30 cân này. Chị nào lấy áo khoác dạ comment luôn vào đây nha. Áo khoác đấy chỉ có cái loại đấy thôi chị Hoa Tuyết ơi, trai gái đều mặc được. Áo jean lót lông xám 15 cân, ok Thảo Minh nha. Áo phao đấy là chỉ có mỗi cái loại đấy và bé trai và bé gái đều mặc được luôn chị ạ. À. Áo dạ này là 99.000 ba màu nha, dạ be xanh và cam đất nha. Size đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, chị nào lấy áo dạ này comment vào đây luôn cho em chốt đơn ạ. À. 99.000 một áo dạ nha. Không chị ơi, cái đấy em đang kiểm tra nhá. Ok chị Hải Yến nha, chị Hải Yến lấy màu gì nhở? Có màu xanh, màu xám, chị lấy màu gì ạ? À? Chị Hải Yến lấy màu gì comment vào đây luôn nha, có màu xanh và màu xám nha. Áo khoác jean cho bé 6 tuổi bao nhiêu cân chị ơi? Áo khoác bò này có cho bé từ 7 cân đến 26 cân nhá. Bé nhà mình bao nhiêu cân ạ? À? Bò lông xanh, bò lông xám này có cho bé từ 7 cân đến 26 cân nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. 130.000 một áo ạ. À. Áo phao 25 cân thì đây, màu xanh rêu, 150.000 một áo nha. Phao xanh rêu 150.000 một áo ạ. À. Áo phao còn xám với màu gì ạ? À? Áo phao còn màu xám với màu xanh rêu thôi. Quần bò 110.000 một quần chị ạ. À. Quần bò rách xanh rách xám 110.000 một quần này. Mua 2 quần còn 100 nha. Quần bò rách xanh rách xám 110.000, mua 2 quần có 100.000 nha. Áo chị Hải Yến ơi, ok nha. Hải Yến để lại địa chỉ số điện thoại nào. 10 cân bao nhiêu? 10 cân không vừa đâu chị ạ. À. Quần bò 110.000 một quần chị ơi, quần bò rách 110 nhá. Quần bò rách 110.000 một quần này, mua 2 quần là sẽ còn 100.000 thôi. Nếu mà mua từ 2 quần là còn 100.000 một quần thôi ạ. À. Mai Duy để lại địa chỉ cho em nha. Ca áo thô ca ghi vàng là sao nữa để chốt. Ca ghi vàng là 130 chị nhé. Ca ghi vàng 130 còn từ 13 cân đến 25 cân. Ca ghi vàng 130.000 còn từ 13 đến 25 cân nha. Đặt hàng ca ghi vàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị Hải Yến để lại địa chỉ số điện thoại nào. Mai Duy để lại địa chỉ nào. Chị Chút Kỷ Niệm ơi, 24 cân chị lấy gì đấy? Áo khoác kaki màu vàng này còn từ 15 cân đến 25 cân nhá. Không có 30 cân đâu chị ạ. 30 cân thì không có cái nào. Chị Hoa Tuyết ơi, lấy cái lúc nãy thì để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Chút Kỷ Niệm ơi, 24 cân vừa áo kaki nhá. Kaki vàng 130.000 một áo từ 15 cân đến 25 cân ạ. Chị Hoa Tuyết để lại địa chỉ số điện thoại này. Không có 30 cân rồi chị ơi, 30 cân thì không mua được hàng với nhà em đâu. Chị Mai Duy ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha. Chị lấy mẫu gì ghi rõ ra nha. Không chị ạ, nó chỉ có một cái màu này thôi. Màu khác em bán hết rồi, bây giờ em bán nốt. Quần lót nỉ thì không có chị ạ, bây giờ em chỉ có quần bò thôi. Cho coi quần bo gấu phía sau đi. Quần bo gấu nó là quần kẻ sọc 110.000 một quần nhá. Đây, quần con canh đang mặc là quần kẻ sọc 110 một quần. Ống bo nha, ống bo nha, 110.000 một quần nha. Áo khoác chị đang mặc có bán không? Không chị ơi, hôm nay hai người hỏi rồi, em không bán áo khoác. Quần bò đây ạ, quần bò sọc này là 110.000 một quần. Mua hai quần thì còn 100 này, mua hai quần thì còn 100. Quần bò rách xanh rách xám 110.000 đây ạ. Đây là quần bò rách và đây là quần bò sọc nhá. Cái này nó hơi size, nó hơi to. Em lấy nhầm size nên nó hơi to. 110.000 một quần nha. Đây là quần rách, đây là quần sọc ạ. Chị Duyên Phan ok chốt nha. Quần bò rách là 110.000, nếu mà mua từ hai quần còn 100. Quần bò sọc cũng vậy ạ. Hai loại quần nhá. Rách thì còn đủ size nhưng mà sọc chỉ còn từ 15 cân đến 28 cân thôi. Chị Hiền Phạm để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nha. Màu khác á, nó chỉ có màu đấy thôi chị ạ. Có 25 cân chị. Chị Hoa Tuyết đây có 25 cân nhá, chị Hoa Tuyết nhá. Quần rách có 25 cân, lạnh quá. Ok chốt đơn nha. Cái quần rách đấy có 25 cân đấy chị ạ. Có từ 7 cân đến 28 cân, nói chung là 25 cân thì mặc được cả 4 cái quần đấy luôn. Cái áo ở canh là áo bò lông 130 chị ơi. Áo bò lót lông ở canh mặc là 130.000 nha, 7 cân đến 26 cân nha. Ok chị Nhi Hi nha. Đấy thêm đúng không ạ? Áo di lông ok nhá, chị Chút Kỷ Niệm ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo di lông 130.000, 7 cân đến 26 cân ạ. Áo bò lót lông xanh lót lông xám 130.000 một áo nha, 7 cân đến 26 cân nha. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại em cho đơn nào. Màu vàng 130 chị Thảo ơi. Chị Loan Mai ok nha. Áo vàng này là 130 chị ạ. Chị Nguyễn Thảo hỏi gì nhỉ? Áo bò lông xanh xám này là 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân nhá. Chị nào đặt hàng áo bò lông cho em xin địa chỉ số điện thoại đây đi ạ. Ok chị Hải Yến nha. Hải Yến ơi, áo sáng canh mặc là áo bò lông 130 nhá. 9 tháng mặc được chị Lê Hoa ơi. Áo bò lông này là từ 7 cân đến 26 cân mặc được, 130.000. Bò lót lông rất ấm luôn ạ. Lót lông 100% bé càng mặc ấm nhá. Quần bò rách có size lớn nhất là 28 cân chị Chút Kỷ Niệm ơi. Quần bò rách size lớn nhất là 28 cân nhá. 5 tuổi có size chị Thảo ơi. À 6 tuổi có size nha. Chị Hải Yến cho em xin địa chỉ nào. Ai lấy mẫu gì nhớ để lại địa chỉ số điện thoại nha, em mới chốt ở đơn nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám này là 130.000 một áo ạ. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 26 cân nha. Ai lấy mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn là em chốt đơn nào. Chị Mỹ Tơ ok nha. 6 tuổi có size đấy chị ơi. 10 cân size gì? 10 cân size như thế này hoặc là to hơn chút. Như thế này luôn chị ạ. Yên tâm chị ơi, có người nhặt đơn nhặt size cho các chị mà. Em sẽ có, em là người bán hàng sẽ có các chị chặt chốt đơn cho các chị nhá. Chị Lê Hoa cho em xin địa chỉ nha. Quần bó rách 110 chị ơi. Chị Lê Hoa cho em xin địa chỉ đi nào các chị ơi. Đặt hàng rất là nhiều người không có địa chỉ, em không chốt được đơn đâu đấy. Quần bò rách là 110.000 nha. Rách xanh, rách xám 110.000, 7 cân đến 28 cân. Trai gái đều mặc được chị ạ, chị yên tâm. Rách xanh, rách xám là 110.000 đấy chị. Chị nào lấy mẫu gì nữa? Comment luôn cho em đi nào. Nếu không có chị ạ, được kiểm tra thì ghi nhận nhá. Chị Hà Linh ơi, lấy quần bò rách để lại địa chỉ xuống hạ cho em luôn nha, 110.000 một quần nha. Ok, ok, chốt chị Lê Hoa. Chị Hà Linh lấy quần bò rách để lại địa chỉ xuống hạ cho em luôn nào. Shop em ở Hà Nội nhưng mà em chỉ bán online thôi chị ạ. Điệu. Chị nào lấy mẫu gì nữa comment nốt cho em ở đây luôn nha. Vâng ạ, ok nhá, yên tâm, chị cứ đầy đủ thông tin là em sẽ chốt hết đơn luôn. Không vừa có được đổi trả hàng nha. Chị ấy ơi, cho em xin nốt địa chỉ nào. Chị Thảo ơi, đặt hàng cho em xin nốt địa chỉ số điện thoại nào, em tắt luôn nào. Quần bò bé trai có nỉ không? Ok chị nick Hàn Quốc Trung Quốc gì đó nhá. Không có lót nỉ đâu chị ơi, quần bò nó là quần bò thường thôi, quần bò thôi. Chị Ngọc Nhi Nhi để lại địa chỉ nào. Quần bò không lót lông à? Quần bò em không có loại lót lông chị ạ. Chắc là mấy đứa sẽ có. Không ship Shopee nhá chị ơi, bên em ship code phí ship là 30. Nếu mà hôm nay không có chị nào lấy thêm mẫu gì nữa thì bây giờ em xin phép tắt lại ở đây nha. Chị nào có nhu cầu mua thêm thì mình sẽ inbox cho em nhé. Hoặc là theo dõi những like sau của em nha. Chị nào thiếu thông tin gì thì inbox cho em ạ. Ok chị Loan Mai nhá. Shop nói chia sẻ rồi, bây giờ còn chia sẻ gì đây?